Đây là chìa khóa của Volkswagen Touareg, một chiếc xe vô cùng đặc biệt. Đầu tiên là ưu đãi lớn chưa từng có dành cho khách hàng của Volkswagen Touareg. Tiết kiệm đến 400 triệu đồng cho phiên bản Luxury và 300 triệu đồng cho phiên bản Elegant khi Volkswagen Việt Nam cập nhật giá mới. Tiết kiệm từ 58 đến 71 triệu đồng khi Bộ Tài chính cập nhật biểu giá tính lệ phí trước bạ mới. Nhận ngay ưu đãi 50% lệ phí trước bạ và gói bảo hiểm vật chất 1 năm cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn khác. Và điều đặc biệt tiếp theo của chiếc xe này được chia sẻ nền tảng cùng gầm và công nghệ với Audi Q7, Porsche Cayenne, Lamborghini Urus và Bentley Bentayga để cục trung tập đoàn mẹ Volkswagen. Và điểm đặc biệt tiếp theo là không gian nội thất vô cùng tiện nghi và sang trọng của Volkswagen Touareg, một SUV cao cấp nhất của Volkswagen tại Việt Nam. Động cơ 2.0 TSI, hộp số tự động 8 cấp, hệ thống dẫn động 4 bánh toàn thời gian 4Motion và hệ thống treo khí nén có khả năng nâng hạ gầm. Tất cả sẽ được tinh chỉnh với 7 chế độ vận hành khác nhau trên chiếc xe này. Và cuối cùng, để lái thử chiếc xe này, nhận tư vấn hay biết thêm thông tin chi tiết về chương trình khuyến mãi, hãy liên hệ đến đại lý gần nhất để được hỗ trợ.